Bữa nay là thu hoạch cái lá cà trong cái thùng ra này nhiều lắm. Cái đổ cà vậy đâu. Bung cái đó lát ra. Sao lá cà nhỏ vậy? Chín hết rồi. Mà nó còn cái mấy cà xanh ở trên này mà. Bây giờ mình phải hái đi cho nó mấy cà xanh này lớn lên. Ở tết của hai tuần trước á, hai tuần trước nó còn mấy trái luôn. Đây. Oh my, everywhere. Đây cho thấy bu ra hôm nay cho thấy. Đây. Nè bà hái nè. Đây, đây. Lại xuống nè. Có trái này bông chùm đẹp nè. Đâu? Trời ơi. Nghẹt luôn. Một nè. Hát đi, hái đi. Bỏ xuống cái đó đó. Bốn nè. Lựa giấy đỏ nè. Vàng hái luôn để cho nuôi mấy trái khác coi. Cây này là thành công nhất trong mấy cái cây cà. Còn nhiều trái hơn cà dưới đất. Nó chín quá cái trái này nãy. Rồi tới trái này. Trái cam bẻ luôn đi. Trái này. Chua. Dạ. Yeah. Để cho nó nuôi mấy trái khác quá trời, trái xanh nó còn khác luôn. Trong một cái thùng nữa đó. Trời ơi. Đây. Rồi nha, mình bẻ cà không được chuyên nghiệp lắm. Chị. Bên kia nữa. Oh my god. Ở bên này, bên này, bên này. Còn mấy trái ngoài đó sẵn bẻ đi. Ừ. Ở dưới nó kìa một đống nè. Chơi hết đống ra. Che hết rồi. Đây hả? Ừ. Này luôn hả? Chắp, bút ra hết đi. Chạy luôn trái đó đi. Trái orange kìa. Ừ. Vàng quá. Chơi luôn. Rồi xong rồi, hết chưa? Nấu canh chưa? Sao trời ơi, lẹ lên. Chưa, có nhiều quá không chưa tôi thắng. Chưa nha. Còn bên này nữa nha. Thì bẻ lấy ra sao tôi qua bánh được. Rồi, chết trời lỡ chết rồi sao. Trời ơi. Man. I don't know how many in there. Yeah. Lát nữa vô đếm trái. Đếm thử coi. Hả? Nó chơi rồi. Tuy nhiên ơi, chở nhiên chút. Oh my god. Hình như nãy khoảng mấy chục trái á. I don't know. Thôi đi đi. Đi qua hái cà nhỏ không? Khoan. Hả? Ok. Đi 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 qua đi, đi qua đi. Hái cà nhỏ, hái cà nhỏ. Tôi quay sơ lại cái. Hái cà lớn nữa nè. Bốn trái cà bự nè. Khoan khoan chờ chút. Khoan chờ chút đi. Ok. Đó ớt cái kia sao? Nè. Từ từ. Cây cà khác nha. Ok. Cái này giống khác nha. Ok. Tròn luôn cái. Này giống bự nè. Đi ra, quay giống bự nè. Từ 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 từ. Rồi được rồi. Cái cà này là trái này bự nhất nè, mà nó còn thua trái này nữa nè. Xí. Rồi, cái loại khác giống khác mà. Cái trái này là phao lận. Nửa phao à, không tới phao. Ôm phao đó mình coi coi nè. Oh my god. Không ấy được thì lấy kéo cắt. Chín rồi bẻ nó đứt. Coi chừng hư mấy trái kia rồi. Không có đâu. Đi giờ. Kéo rồi. Rồi kia. Đi giờ. Cái này lấy luôn đi.
Ừ, tại để cho nó nuôi mấy trái khác. Dạ. Tại hồi nãy cái trái này chín này ngon nè. Rồi được rồi. Rồi, hái đi coi vài cái. Khoan từ từ. Này cà cherry trong thùng. Ok, bẻ luôn. Kiến quá. Cái này là ăn được nè. Bỏ miệng đi, không chết đâu. Ngon. Ngon. Không, chín rồi, nãy mới rửa cây nó rửa sẵn mà. Lẹ lên. Rồi. Hái hai trái này đó. Hái luôn. Cái này gọi là gì đó? Cái trái gì gọi là cà roma. Ờ roma. Mà trồng trong thùng năm ga lông. Mà cái cây chiết từ cái cây nhỏ ra thì nó chứ không có lớn trái nó vậy. Ok, đi. Cherry nữa nè. Cherry mà ngày nào cũng hái đó, bởi vì hiện nay nó hơi ít một chút. Ngày nào cũng hái cà rổ. Trong nhà. Thôi được rồi. Ok. Cắt bầu không? Cắt cái bầu á. Cắt đi, cắt luôn. Hả? Cắt đi. Cho mày quên mày lấy nhau hả? Bầu này làm gà. Còn nữa, đi cắt nữa. Cắt trái thôi. Ừ, chọc trái bị bự lắm. Trái em kia hả? Nè, nhìn nè. Chí. Đi qua đi cắt đi, coi. Đâu có nhỏ nữa đâu. Bữa mới cắt 3 trái, giờ cắt tiếp nè. Đợt này là đợt thứ 3 rồi. Còn trái này ở trong gốc này là bự là để làm giống, không có ăn nữa. Để lấy hột. Còn trên có trái nhỏ nữa. Vàng bông kình nó đẹp quá. Rồi vàng bông kình nè, trời quá trời bông kình luôn. Đẹp quá. Ồ, ai xịt nào. Đây nữa nè. Ok. Đây nữa nè, ra kia. À. Xịt. Bên okay. Đây nữa nè. Thấy rồi. Thấy không? Rồi nó mọc như vậy rồi. Đó, không cắt là nó bị đèo như nè, cũng uổng. Tôi cắt bớt. Cái này là vàng tơ là leo. Cái này nữa là ba trái mà không cắt. Tại vì cắt qua ăn nữa, ăn. Giờ này không cắt, chưa cắt được. Tại phải ăn hết chứ cắt được mình ăn gì nổi. Ô, trái này nó nện lên cái cà này bự quá. Oh my god. Đậu bóp hồi nãy mới cắt vô nè. Ghê hết bà lát. Ok. Chứ toàn cảnh sang chút. Thôi được rồi. Cho em đi tưới cây ạ. Tưới đi, tưới lại. Xịt. Cái cải ngọt. Mày thấy cải ngọt chưa? Đây, dỡ cái thùng lên. Khoan xíu ra. Hả? Đó, để cái thùng hỏng dưới đất lên không? Đóng cái thùng rồi xong rồi làm chồng. Cái con gì á? Teo vô. Cải không là cải nè. Bên kia cũng có cải nữa. Nè. Nè đã quen quá em có trái nè. Quen có trái nè. Vài bữa nó ăn trên lớn. Đâu? Thì. Ok, được rồi thế. Chứ là tôi quay trong rồi. Lá nó bự hả? Ồ mẹ này cây quế này cũng bự quá trời. Dâu. Đây có trái dâu nè. Bự lắm nè. Bự hơn cái này. Ok. Đây nữa nè. Cái này nữa nè. Khoan để chỉ cho người ta biết nè. Coi dâu trồng trong cái thùng giống như nào đó. Mình đục lỗ ha. Mình khoan lỗ như nó xung quanh xuống không. Cái xong rồi này nè, nó ra cái dây con này nè. Nè đây nè, ra nha. Đó, cái này nè, thí dụ vậy thôi không. Rồi mình nhét nó vô cái lỗ như vậy. Mình lấy cái đồ mình cây tăm bẻ em đôi, mình đẻ vô. Đây, thí sử dụng. Thấy không? Này sao đó hả? Nhét đó vậy thôi. Là nó sẽ mọc ra cây mới ngay đó. Rồi mốt cái đuôi này mọc ra cái nữa thì cắm xuống nữa đó. Thí dụ vậy đây, đó cắm. Thấy không? Đó. Cứ chờ từ từ, không có gấp gì hết. Thấy không? Trồng từ đó. Trên cho nó xuống. Vậy đó. Đây là mỗi một cái thùng nó có riêng hết nè. Sẽ sắp xuống được nữa. Thôi đừng. Biết rồi, trồng lẫn nhau thôi. Move around mà. Trái dâu đây nữa nè. Đâu? Đây, bên này nữa. Này, trái này còn xanh nè, chưa có chín. Được rồi.
Còn cái này kè có chút xíu, cái thùng này trồng chơi thử mà nó cũng ra quá trời trái nè. Mua cái loại của Mỹ nó bán chỗ đồng bán này cũng đồng cả. Nhưng mà nếu trồng muốn trồng cà loại cherry nhỏ ở đây là trồng cà lớn thì không được, nó không đủ sức để nuôi. Thấy không? Quá trời lốt trái luôn. Ok. Cái này là mấy cái thùng mình làm sẵn cái vàng để trồng cà đó, thấy không? Mình để sẵn đất luôn. Đó, năm sau chứ ấy bỏ vô thôi. Cái thùng này là 5 gallon nè. Để gắn cái cây vô. Ở đây có thể mình có thể châm nước vô đây nè. Đúng không? Cái này cũng vậy nữa nè. Đó. Mình gắn cái cây này vô nè, cái cây chính nè. Vô cái thùng. Đúng không? Đó, cho nó dính vô luôn. Rồi cũng làm sẵn như vậy đó, bỏ đất sẵn luôn. Tới mùa là mình chỉ bỏ vô thôi. Bên này cũng vậy, cái vàng nó làm sẵn hết nè. Nè, thí dụ dưa leo nè, mình làm sẵn cái vàng luôn. Đúng không? Đó, dưa leo này nó bò lên nè. Trong thùng nó bò lên, nó bò vô cái vàng. Còn đây một trái lẻ loi để này, để làm giống. Lấy giống lại. Cái này cũng là thùng dâu nữa nè. Đây thùng dâu nữa. Mình tơi cho nó bò lên vậy. Rồi ở đây cái cây cà nhỏ. Nắng quá bữa không chịu che nó cháy lá. Còn cái này là hẹ của Việt Nam mình. Cái bông nó để nó khô hột, nó lấy rải xuống lên lại. Này ăn cắt ngang là nó lên lại, cắt ngang là lên lại. Cho cá ăn, để đồ xăng sẵn. Dạ, yeah, vô. Trời lạnh lắm không lên. Cái này là cái bơm, cái thùng lọc nước. Cái này là cái thùng cà chua trồng trong cái thùng máng, cái thùng nước cũ lúc đầy trái luôn, quá trời trái luôn, bông trái không xía đầy ngọt luôn, quá trời. Quay quay hướng này chút nha, thấy không? Oh my god, lúc đầy trái hết. Đó, cái đó là cái thùng đó. Rau má này cũng quá trời nhiều luôn. Cứ 2-3 ngày ra cắt là ngang mà ăn không hết. Đó, đây thùng dâu nữa nè. Cũng có trà trái nữa, chín nữa rồi. Đó, nó cũng ra mấy cái này là thành cái con nữa.
Do I cut it yet? Keep your face. How the heck? Do I cut it? That didn't seem so good. Do I cut it? Make sure not to cut your fingers. Do I cut it yet? Okay. Oh, yeah. I'm scared. Okay. Can I cut it yet? Cut it. Like that? Just cut it. Rồi đem ra. My turn. Đem ra. Đòi để đo thử kim. Đứng yên đó. Xe 2 ơi. Rồi con cắt đi. Đưa lên. Oh yeah. Cắt cao lên nữa. Ok rồi, cắt đi. Không thấy mặt. Chưa mặt ra coi. Không thấy mặt con đâu hết á. Wow. I don't see your face. I can't. Ok được rồi. Rồi cái tin, cầm coi. Con nó men bao nhiêu con? Giống boomerang không? Nó bị xả cắt. Dạ quá. Ok. Thôi lên. And go. Cắt chưa? Rồi cắt đi. Ok, you can cut now. Cắt, cắt. Hold the vine, not the... Yeah. Yeah. Ok. Rồi đem ra đây. Rồi mọi người cầm trái rồi. Mọi người cầm, đứng yên đó. Đứng qua anh kia kìa. Đứng qua anh kia. Đứng qua anh kia, đứng gần chị kìa. Mỗi đứa cầm gái thôi. Lẹ lên. Cầm lên. Quay qua, đứng đàng hoàng. Đứng đàng hoàng. Kim đâu, che mất rồi kìa. Nào, từ. Oh, dễ cắt quá. That's so easy. Hết đây được. Lấy giùm không hợp nè. Rồi nè, mọi người ôm trái đi. Xếp hàng ra coi, coi nhiều không. Hey. Đứng đây. Yeah, you see. Đứng ở đây. Đây nè. Quan chút. Rồi xin nghe kìa. Vegetable time kìa, cho mày ăn thấy bà luôn. Kim dở lên rồi. Kim ôm dở lên rồi. Quay qua. Quay qua. Kim. Quay qua. Ok. Đổi ngược lại, quay qua bên đây nghiêng một chút. Yeah, đúng rồi. Ừ. Yeah. They pick it up. Vậy là ăn xỉu rồi không? Mình ra ăn trái này trước. Ok. Còn trái thì... Yeah, con cắt ngay cuốn ra đây xíu. Where? Đứng lên mà chỉ nha. Ừ. Nhưng mà coi chừng cắt xuống luôn cái cây của nó hồi tối rồi. Tụi nó cắt lên không? Thôi coi chừng cắt nguyên mấy đống cây đi. Cắt ngay đây nè. Ừ. Đây đi quay chưa? Rồi. Đâu, được rồi, đừng có cắt thân. Lụm ra. Lụm ra con lấy ra. Yeah. Oh, yeah. Dâm mì. Oh, shoot. I get the slave on me. Mày cắt cái lá xong rồi. Đưa cho ba coi kìa. It's a straw. Dài hơn cái phay của. Cool. It's huge. Who wanted vegetable? I found my boy. Bucci! He's done it! Okay. Rồi, bẻ đi. Chạy lên đi hái trà kìa Út. Thì xem đi hái trà lên lắm. Đi hái trà lên. Ow!
Cái này chín nè. Bỏ vô. Mày lấy khác cái cánh. Coi chừng dặm á, bị bỏ rổ đi kìa. Xin bỏ rổ ra. This is a problem. Oh my god. Ooh, red one over there. Pick it. Ah, god dang it. Is this one ready? I can't tell. I got a big one. It's not ready. I'm gonna get one over there. I don't want you. Vô đó hái. Go, go, go. Quay em bẻ cà chưa? Anh bẻ nè. Trái này, trái này bẻ luôn. Xí mấy trái bẻ mới ngon. Đó. Trái này đủ. Are you trying to make me fall? Nè đây hai trái. There's one with a hole. Gì? Like 3, 2 holes, 4 holes. It's okay, pick it up. Yeah. Pick it. Pick it. Okay, pick whatever. Hey guys. Cái tay bà che rồi, để lên thẳng trên tay mới thấy được. Thẳng chưa? Để thẳng lên một cái trái trên cái tay, một cái mới thấy được. Ừ. Thẳng gì hả? Trên bàn tay á. Thẳng gì hả? Ừ. Giống đồ chơi phải không? I think I like picking. Cho mẹ mượn rổ đi. You know what? Where? Give me. Mm-hmm. Give me cái rổ đâu? Here. Nè. Bây giờ ba con rổ bị hái. So many in the basket. Get that one. It's almost finished when we just started. So many. I can't reach for that one. Ooh. I try to fix the basket because one of the handles was broken. There's so many tomatoes. Đây nữa nè. Cắt để cho nó xong rồi. Let me see if there's any. Ừ, cái này cho mày đi coi. Xong rồi, mai bẻ tiếp. Hết rồi. Yeah. Bây giờ nó I fix so many up. Dây lồ, đừng bẻ cái đó, dây lồ mà không. Go. Đi cả kia kìa. Không xuống. Go. That way. Bên này nè, không xuống bên này nè. Quậy quá, đứng lên. Đừng có dính cái cây nào hết mẹ. Yeah.
đậu que nó hơi hơi. Baby. Đi. Đi ăn cái này nè. Cơm xuống, vỏ cà, thu hoạch vỏ cà đưa cho đi coi. Ăn mồng tơi nó leo ở đây đẹp. Không có này lá mồng tơi bự quá. Chưa nè. Có rau quế mình có thu hoạch nữa. Ừ, gọi đúc đi. Ê, không thấy mặt, quay mặt qua đây. Như như nhỉ, ừ. Gọi đúc đi. Thôi được rồi. Từ từ. Chắc đây. Có con dao dễ cắt hơn á. Dao Hương cầm à hả? Hương cầm dao hả Hương? Con hàng trái. Because my hand is stuck. Can I go behind you? Can I go behind you? Oh, no, because I beg you. Kìa, mày lái xe hai với con chim mày. Xe chim ơi. Hôm nay mình nấu chè món này. Mình sẽ nấu chè món này. Một cái đi. Đậu bắp. Cà chua. Bầu. Bí đa, ơ bí rợ. Bí đỏ rồi gọi là pumpkin. Còn bầu không biết tiếng Anh là gọi cái gì. Đi ra lấy cái cúc vô, cái cúc mình đẹp quá. Nước còn nhiễu luôn. Cái này có trái nè. Ừ, cái thùng 5 gallon nó trồng cũng dễ. Máng lên thì thôi xong. Mình phải cho thêm
trồng rau má trong hồ cá này bông. Này rau quế trong trong cái thùng 5 gallon. Này cái thùng rau. Ăn canh bao nhiêu phút rồi? Cái rau à. Ăn thôi. Cái này thùng uống nước á. Hả? Khoét cái lỗ nhét cái cây con vô lên. Lấy lỗ khoan khoan giống như cái thùng kế bên thấy vậy nó dễ thấy rồi đó, khoan nó. Mở ra đó. Đây là cây lá rừng tràm. Anh nhìn. Có hứng rồi hả? Ừ. Ờ, nó có nhiều cây nè, tưới đại đi. Anh nhắc coi với the camera. Anh nhắc má xe ra má uống đi. Nó tưới ra má trước nè. Đi quay ra má đó. Không, tưới cái nào cũng được hết. Tưới bỏ ngày tưới ít rồi. Nước ngập lên mặt đất luôn mới được. Và để khi nào nó khô xuống mặt đất rồi thì bắt đầu tưới lại. À, giống vậy nè, nó ngập lên. Nhưng cái rễ nó đây nè, xuống đây ngắm. Ok.
thế nào tới. Yeah. Cái này này đẹp quá nè. Say hi. Chống nó lên, buộc cái dây máng lên. Thêm cái dây nữa hả? Ừ. Con này nó nặng quá, nó đủ. Đụng nhà lưới luôn. Màu bóp. Nè, trái đâu bóp đi nè. Bên này 1 trái nè. Ừ, 2 trái, được 2 trái hả? Đây nữa nè. Có món nè. Hả? Lâu rồi, chưa lâu rồi. Cái trái này này.
còn nhiều nước. Mẹ ăn xin. Ok, chúc mẹ xin. Bông này khô rồi bỏ xuống lại nha đó. Đây là cây đào. Cây đào này hái một sẽ bắt vô cho mấy người coi. Nhiều trái quá nó rụng bớt. Cái gì con kêu mẹ hoài vậy? Cái gì? Từ từ cho nó tưới trước đi. Hương tưới xong cho chị tưới nha con. Rồi em. Bi. Bi. Say hi. Chống nó lên, buộc cái dây máng lên. Thêm cái dây nữa hả? Ừ. Con này nó nặng quá, nó đủ. Đụng nhà lưới luôn. Nào bóp. Nè, trái tao bóp đi nè. Bên này 1 trái nè. Ừ, 2 trái, được 2 trái hả? Bữa đây nữa nè. Hả?
that? Where did you pour it? Oh, shoot. You're like, eh! Remember, you're just like, what the fuck? Can I go now? I'm stuck in here. Go out. I can't. That way. Can't go that way. Run. Now! Now! No! No! I'm gonna do it. There's too water on my head tonight. Please! Thank you.